À, xin chào các em, thầy hôm nay thầy sẽ giải mẫu cho các em các cái bài tập của chương 2 và 3 trong cái học phần xác suất thống kê A tin học. Thì cái bài tập 1 của chương 2 và 3 có nội dung như sau. Một kiện hàng có 10 sản phẩm, trong đó có 8 sản phẩm loại A, và lấy ngẫu nhiên ra hai sản phẩm. Đặt x là biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm loại A trong các sản phẩm lấy ra. Yêu cầu là lập bảng phân phối xác suất của x, tính kỳ vọng của x và phương xa của x, là tính ex và dx. Thì ở đây thì trong cái đề bài này thì mình thấy là trong cái kiện hàng này nó có 10 sản phẩm mà mình lấy ngẫu nhiên ra hai sản phẩm. Thì cái số sản phẩm loại A trong hai sản phẩm lấy ra nó có khả năng là 0, là 1 hoặc là 2, tức là nó có 3 trường hợp. Đấy. Thì khi mà mình đặt tên biến ngẫu nhiên như thế này rồi thì trong cái bài giải của mình khỏi đặt tên biến ngẫu nhiên. Mình chỉ ra cái miền giá trị của biến ngẫu nhiên x luôn. Tức là x ở đây nó chính là số sản phẩm loại A trong hai sản phẩm lấy ra nè. Thì x có thể bằng 0. Có nghĩa là trong hai sản phẩm lấy ra không có sản phẩm nào loại A. X có thể bằng 1, có nghĩa là trong hai sản phẩm lấy ra có một sản phẩm loại A. Và x có thể bằng 2, có nghĩa là trong sản phẩm lấy ra hai sản phẩm lấy ra là có hai sản phẩm loại A luôn. Các khả năng này nó đều có khả năng xảy ra hết, và mình sẽ đi tìm cái xác suất để nó xảy ra xuất hiện cái khả năng này. Đấy thì ở đây nó thuộc vào cái mô hình gọi là phân phối siêu bội, phân phối siêu bội hay gọi là phân phối siêu hình học. Tức là ở đây x nó chỉ sẽ có phân phối siêu bội với cái tham số n lớn bằng 10. N lớn bằng 10 và t thì bằng 8 và n nhỏ là bằng 2. Đó, thì mình sẽ ghi là x là có phân phối siêu bội với tham số là 10, 8, 2 như thế này. Đấy. Và cái công thức tính xác suất của nó khi mà x bằng k, với k chạy trong cái miền giá trị nó thì nó sẽ theo công thức này. Bây giờ thầy giải thích công thức này một tí nha kia. Bây giờ em lấy ra hai sản phẩm, trong trong 10 sản phẩm thì số cách lấy của mình sẽ có là C210 đúng không? C210. Đấy. Thì trong trong cái cách lấy đó mình quan tâm là có hai sản phẩm loại A, cái biến cố là hai sản phẩm loại A, thì hai sản phẩm loại A, xin lỗi, là cái biến cố là k sản phẩm loại A, thì cái biến cố k sản phẩm loại A đó, k sản phẩm loại A đó là em lấy ra trong số 8 sản phẩm loại A này, cho nên ở đây mình sẽ có CK8 thôi. Sau khi mà em lấy k sản phẩm loại A rồi đó thì mình cần phải lấy thêm là 2 trừ k sản phẩm không phải loại A, thì nó cho trong số cái hai sản phẩm không phải loại A này nè. Cho nên là xác suất để trong hai sản phẩm lấy ra mà có đúng k sản phẩm loại A nó sẽ công thức này. Ở đây k nó sẽ chạy từ từ 0 hoặc là bằng 1 hoặc bằng 2. Ở đây là cái xác suất mình đặt B bằng cái tỷ lệ sản phẩm loại A trong nguyên cái kiện sản phẩm này, cái B nữa là bằng 0,8. Thì ở đây là mình sẽ tính cái lập bảng phân phối xác suất, thì mình dựa vào cái công thức này. Công thức này là các em xem ở chỗ phân phối siêu bội trong giáo trình xác suất thống kê A nhé. Đấy. Thì cái bảng phân phối xác suất mình sẽ lập như sau. Miền giá trị của x gồm có 0 mà 1, 2 nè. Và cái xác suất x bằng x nhỏ. X nhỏ đây là x bằng k đó, và k nó chạy bằng 0 1 2. 0 1 2. Thì bây giờ mình tính cái xác suất x x bằng 0, mình nhập cái công thức này vô. Các em nhập công thức này vô giùm thầy cũng được. Này là 8 nè. CX này. Em đặt vào chữ x luôn. Rồi, nhân cho 2 C, là số tổ hợp chập 2 của 2 2 chữ x, 2 chữ x.
ở đây là em chia cho 10C2. 10C2. Ở đây là x này là mình sẽ cho nó chạy từ 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 0 đến 2 nha. Đầu tiên mình call x bằng 0. Thì ra 1/45 ha, 1/45. Vì chỗ này nó là 1/45. Bây giờ mình call x bằng 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 1. Thì nó ra 16/45. 16/45. Tiếp tục mình call x bằng 2. Thì nó ra 28/45. 28/45. Đấy. Như vậy thì mình đã làm được cái yêu cầu thứ nhất là lập bảng phân phối sắp xếp của biến ngẫu nhiên x này. Tiếp theo mình tính ex và dx. Thì đối với phân phối siêu bội á, thì cái công thức ex này nó chính là n nhân b. Không? Công thức phân phối siêu bội thì cái này nó sẽ là n nhân b. Thì theo công thức thì chúng ta sẽ có ex bằng n nhân b, b với mình 0,8 là n bằng 2. Nhân vô là 1,6 đúng không? 2 nhân cho 1,8 là bằng 1,6, tức là trung bình nó sẽ có 1,6 sản phẩm ra. Và mình tính cái dx, tức là cái phương sai đó. Phương sai thì theo công thức là dx nó bằng n nhân b rồi nhân cho 1 trừ b rồi nhân thêm cái tham số này. N nhân b tức là 2 nè. Nhân cho 0,8 này. Rồi nhân cho 1 trừ b tức là 0,2 này. Rồi nhân cho n lớn trừ n nhỏ, n lớn của mình là 10. 10 trừ n nhỏ là 2. Rồi chia cho n lớn trừ 1 tức là 9. Thì nó ra đáp án là con số này 64/225. 64/225. Đấy, thì ở đây thầy hướng dẫn xong cái câu số 1 trong bài tập chương 2 và 3.